Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Quên mất để lấy chai nước hoa đã. Hiện tại trên tay mình đây đang có YSL YEDP và chai mình mới review trên YouTube thời gian hiện nay. Đó chính là Pure Elite America. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi phỏng vấn xem mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn nhá. Đi thôi. Đây, mình đã xịt ra giấy rồi. Đây, giấy này rất là chuyên nghiệp, nó ghi tên, rất thứ đầy đủ luôn. Nên mọi người sẽ không biết đây là chai gì đâu. Là cứ yên tâm, chúng ta đi phỏng vấn thôi. Chỗ này tối quá, để mình đi tìm người các bạn ạ. Mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam, thì mình muốn xin cảm nhận các bạn là xem các bạn thích mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra giấy rồi. Thì các bạn có thể cầm ngửi thử, mình xịt ở đầu vào ngày luôn đấy. Các bạn cầm, các bạn ngửi thử xem các bạn thích mùi hương nào hơn. Anh chỉ đầu này. Ừ đúng rồi. Nó khá rõ rồi. Hai bạn đổi cho nhau xem là các bạn thích mùi hương nào hơn. Em thích mùi này hơn nhỉ? Cái lý do vì sao em lại thích cái mùi hương này hơn? Em cảm giác cái mùi này nó kiểu đậm, mà em cảm giác cái lúc đầu nó sẽ đậm một tí, xong rồi cái lúc sau nó sẽ thanh hơn, nó sẽ kiểu nó nịnh mũi hơn nhỉ? Dạ vâng rồi. Thế các bạn em tại sao em lại thích mùi này? Em nghĩ thì kiểu mùi này em thích cái mùi nhẹ nhàng hơn đấy. Nghĩ là mùa hè thì mình nên dùng mùi nhẹ nhàng hơn thì em cũng thích hơn, còn mùi đậm thì em cũng thích hơn. Em thích mùi này vì nó đậm hơn đúng không? Rồi, đây là mùi bạn nữ hay thích, còn đây là của em. Rồi anh cảm ơn hai bạn nhé, như thế thôi. Rồi anh cảm ơn. Mình đang có hai cái mùi hương cho nam ở đây, mình đã xịt ra giấy rồi. Mình muốn các bạn ngửi thử xem mà các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Đây, mình xịt ở đầu bạn cầm luôn, cái đầu to ấy. Đấy, các bạn ngửi xem mà các bạn thích mùi hương nào hơn, xong rồi các bạn đổi với nhau. Mà cảm nhận ban đầu thì mọi người sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Đây đưa đây em ngửi lại. Đổi đi, đổi xem ngửi lại cho kỹ. Cái này hơn. Em thấy cái này hơn. Cái này hơn ấy hả? Cái lý do vì sao các bạn thích mùi hương này hơn? Kiểu mùi nó đậm hơn đi ạ. Cái này mùi hắc á, nó gây. Không phải hắc mà là nó. Không, nó gây cho anh kiểu. Nó làm sao? Hơi khó ngửi. Hơi khó ngửi hả? Kiểu nó nam tính, nó kiểu mạnh mạnh hơn một tí ấy đúng không? Cái mùi này chưa ngửi rồi, cái thấy. Thấy đặc biệt đúng không? Nhưng mà nói chung là em ngửi thế này, lần đầu tiên em ngửi thì sẽ không chọn này. À rồi ok. Đây là mùi hương mà hai bạn chọn, mình cảm ơn hai bạn nhá. Thế thôi, mình cảm ơn. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ thay mặt anh Kiên. Đây là kênh YouTube của mình. Còn bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm một cặp đôi người nước ngoài. Thế nhưng vấn đề là mấy cặp đôi mà bọn tôi thấy xinh thì đều đi mất rồi. Bọn tôi đang tính đến trường hợp là tìm một cặp đôi người Việt rất là xinh đẹp và nói tiếng Anh với người ta để xem thế nào. Hello, excuse me, we are doing the interview about fragrance and do you want to enjoy with us? About practice? Oh, fragrance. Perfume. Fragrance. Ah, yeah. Sure, yeah, why not? We have like the smell of man. Okay. And you guys exchange for each other to see which one is better. Okay. I like this one. Why? Why? I think, I don't know, it just smells better. Which one do you like? This one is stronger and this one is more like smooth. I feel like this one is more. So which one is your favorite? I think this one is more for men. Oh really? They're both for men. I think so. Oh both, okay. Okay. Yeah, I feel like this is like a really thing men would Let me see, wear. What is that? Oh, that one. That's my boyfriend's favorite. I see, yeah, Why there we so? Go. And which one do you like? Yeah, this one America. Was more potent. This is like a niche fragrance. Okay. Less people know about it, but yeah. I prefer this one. Yeah. Me and you. Thank you very much. No problem. Yeah. Ở đây mình đang có hai cái mùi cho nam. Mình muốn hai bạn ngửi xem hai bạn thích cái mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra giấy rồi. Đấy, mình xịt được cái đầu to luôn. Xem nào, nếu mà ngửi lần đầu mọi người sẽ ấn tượng với cả mùi hương nào hơn? Em ấn tượng mùi em thấy ạ. Em ấn tượng mùi này hơn nhỉ? Em ấn tượng hơn ạ. Cái lý do vì sao mà em ấn tượng mùi này hơn? Em thấy là mùi này nó mát đấy ạ. Nó mát ạ? Nó kiểu nó mang cái cảm giác dễ chịu ạ. Ừ.
hơi nồng. Em nghĩ là các bạn nữ, nếu mà các bạn nữ mà đi chơi thì sẽ thiên về mùi mát. À rồi, rồi mình cảm ơn nhá. À đây đây là mùi mà các bạn lựa chọn. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Và vừa rồi thì mình đã quay phỏng vấn hai cái mùi hương này. Nói thật là tôi cứ nghĩ rằng là America sẽ chiến thắng cơ. Tại vì thực ra thời tiết bây giờ cũng đang rất hợp lý cho America, nó rơi vào khoảng tầm 25-26 độ. Nhưng mà cùng YSL vẫn chiến thắng. Thực ra cũng không ngoa khi nói đây là mùi hương rất đa dụng, nịnh mũi. Đặc biệt là vào những cái thời điểm mà tầm dưới 30 độ. Nếu như bạn nào đang lựa chọn cái mùi hương này thì hãy cứ yên tâm lựa chọn nó nhá. Còn mình thì mình vẫn thích Pirelit của America. Và nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Có những yêu cầu nào thì cứ bình luận ở phía dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.